Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì trong clip này thì em xin giới thiệu đến toàn thể các bác hai cái mẫu máy bắn cốt của Hukan các bác nhé. Một cái mẫu thì nó là mẫu máy 5 tia đấy, và một mẫu là 12 tia. Thì hai con này thì đều có điều khiển từ xa hết các bác nhé. Thì trước tiên thì em xin giới thiệu đến toàn thể các bác cái mẫu bắn cốt 5 tia trước các bác nhé. Đây là cái mẫu 5 tia này. Đấy. Khi mà mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy là ở cái sản phẩm này thì chúng ta hiện tại là đã có một cái cục pin rất chi là khủng, pin dày, pin này là một cục này là 4 cell các bác nhé, một cục pin 4 cell và một cục pin 2 cell đấy, một cục dày, một cục mỏng như này đấy, rồi một cục sạc adapter này, một cái kính đeo này đấy, đầy đủ tem phiếu bảo hành của Hukan các bác nhé. Đấy, và con này thì đây em lấy ra đây, nó có điều khiển từ xa các bác nhé. Đấy, sử dụng điều khiển từ xa. Rồi em sẽ bỏ toàn bộ cái sản phẩm ra cho các bác cùng xem luôn. Rồi, và bỏ gọn cái hộp ra nhé. Rồi. Tiếp theo mở hộp cái con Hukan 12 tia. Đấy, con Hukan 12 tia này thì khá là nhiều phụ kiện. Cái này là cái bàn lưng các bác nhé. Đấy, cái bàn lưng này. Đấy. Rồi, bàn lưng này. Một cái mặt bích để chúng ta gắn vào tường này. Đây. Cái này là chúng ta để treo máy này, treo máy lên tường này, ốp này, có hai cái nam châm từ siêu dính này, cái này chắc dính được khoảng cỡ 3 cân gì đấy. Chân này. Hai cục pin nhá, hai viên pin. Đấy, hai viên pin bằng nhau. Sạc adapter này. Điều khiển này. Đấy, quan trọng nhất này. Thân máy đây. Đấy. Và một cái đầu lối, cái jack co. Rồi ok, em sẽ bỏ riêng ra. Bỏ hộp ra luôn các bác nhé. Đấy. Thằng Hukan 12 tia thì nó có rất nhiều phụ kiện. Đấy, nhiều phụ kiện hơn con Hukan 5 tia rất nhiều. Đấy. Thì về cơ bản thì cái con Hukan 5 tia này thì nó có hai viên pin. Đấy, nhưng mà một viên pin rất chi là dày. Đấy, viên pin 4 cell nhé. Đấy. Lợi thế đấy. Đấy. Con này thì có điều khiển từ xa này các bác này. Đấy. Đấy, điều khiển từ xa nhé. Đấy, tia dọc, tia ngang. Đấy. Này nó hơi bị nghiêng. Đấy. Khi mà nó bị nghiêng này thì nó sẽ kêu như này các bác nhé. Nó kêu tít tít như này. Đấy. Và chúng ta vẫn điều chỉnh được bằng phím cơ ở trên nhé. Đấy, toàn bộ điều khiển được hết. Và cái này thì nó đầy đủ có cả chân đế nhé. Đầy đủ có cả chân đế. Thì cái con 5 tia này, con 5 tia của Hukan này thì giá của nó là 1.350.000 cả chân các bác nhé. Máy có hai pin, một sạc, một điều khiển. Đấy, đầy đủ như này. Đây là con 5 tia của Hukan. Đấy, còn tiếp theo đây là giới thiệu đến các bác, đây là cái mẫu 12 tia. 12 tia của Hukan nhé. Đấy, em sẽ lắp tạm cái chân vào để cho nó dễ nhìn. Đấy, con 12 tia này thì ở dưới đây này. Đấy, cái chân cái lỗ dưới này là chúng ta lắp cái chân tripod nhé. Đấy. Và với con 12 tia này thì nó lại chúng ta có thể lắp được hai đầu.
Đây đây là cái một cái đầu giắc co, gọi là mình gọi giắc co đi. Đấy, vặn ở trên đây. Đấy, và có thể lắp được cái chân tripod cho cái này, nắp máy ngược lại như này cũng được. Các nhá, ngược lại như này cũng được. Đấy, và để như này cũng được các nhá. Đấy. Nó có thêm một cái chân phụ này. Rồi. Thì con này thì nó sẽ có 12 tia và hai pin các bác nhé. Đấy. Thì cái ưu điểm của trên cái con máy 12 tia này thì những cái tia của nó sẽ là cái tia mà nó có thể cái độ phủ của nó là 360 độ các bác nhé. Đấy. Ví dụ như bác tưởng tượng là cái con máy 5 tia thì nó chỉ cái mặt phẳng của nó là 180 độ này thôi. Nhưng mà cái con 12 tia này khi mà các bác bật lên thì nó sẽ độ phủ của nó là 360 độ. Có nghĩa là nó sẽ bao phủ hết tất cả không gian của nhà. Đấy, tia ngang, tia dọc đều như vậy các bác nhé. Đấy, chính là cái ưu điểm rất chi là tiện dụng của cái con này. Đấy, con 12 tia này. Đấy, con này giờ em sẽ bật máy lên này. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, và con này thì có thể điều chỉnh được cái độ cái tia rộng hẹp nhé. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, em đấy các bác nhìn thấy tia nó mờ đi này. Đấy, tia rõ lên này. Hiện tại đây là em đang quay ngoài trời các bác nhé. Đấy, em đang quay ngoài trời. Đấy, điều chỉnh tia này. Đấy, ngang dọc ở đây được hết. Đấy, các bác thấy chưa? Cực kỳ tiện. Đấy, ở dưới chân này nó cũng có cái tê này. Đấy, tia này nó sẽ là bao phủ không gian là 360 độ luôn. Có nghĩa là các bác nhìn đằng sau vẫn thấy có tia, đằng trước vẫn có tia. Đấy, nó không giống như con 5 tia. Đấy, ưu điểm cực kỳ lớn của con này nhé. Và con này thì nó sẽ có hai pin, hai pin, hai pin một sạc. Ngoài ra rất nhiều phụ kiện. Đấy, đây là cái phụ kiện để chúng ta gắn để treo lên tường. Ví dụ như chúng ta bắt một cái bát sắt vào đây hoặc một cái vị trí nào đấy có từ, đấy, chúng ta gắn vào tường như này. Đấy, xoáy vào chân máy ở đây. Đấy là chúng ta treo máy lên. Đấy, ví dụ như này. Đấy là chúng ta treo máy lên. Đấy. Có cả bàn lưng nhé. Đấy, có cả bàn lưng này. Đấy, ví dụ như để ở đây chẳng hạn. Đấy, chúng ta lưng. Đấy, nhưng mà cái bàn lưng thì chắc là sẽ ít bác sử dụng. Đấy, chủ yếu là chúng ta sử dụng cái chân tripod. Đấy, để lưng cái máy lên cao, thấp. Đấy, tùy ý các bác nhé. Các bác ơi, thì hiện tại thì cái con 12 tia của Huka này thì hiện tại bên em đang bán là 1.350.000. Đấy, bao gồm cả chân đế nhá, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các bác và bảo hành 6 tháng. Và tiếp theo là cái con 5 tia của Huka. Đấy, con 5 tia này nó cũng có cái mức giá bằng với con 12 tia của Huka, cũng là 1.350.000, miễn phí ship đến tận nhà các bác nhé. Đấy, miễn phí ship đến tận nhà. Tiếp theo là con 5 tia của Indo. Đấy, con này là có giá là 1.150.000. Đấy, bao gồm cả chân đế nhé. Đấy. Tiếp theo là con 5 tia là tất cả hàng nhà em đều là 5 tia xanh nhé, 5 tia của Hatsu. Con này có giá là 800.000, bao gồm cả chân đế. Tiếp theo nữa là con 5 tia của Hukan. Đấy. Con 5 tia của Hukan này cũng có mức giá là 800.000, bao gồm cả chân đế các bác nhé. Đấy thì hôm nay bên em tổng hợp 5 mẫu bán cốt. Đấy. 5 mẫu bán cốt từ 5 tia đấy tới 12 tia. Đấy thì các bác nào có nhu cầu về sản phẩm nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0982 826628 nhé. Một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip lần sau nhé.